gửi những nhân viên đứng núi này trông núi nọ, thừa nhận đi, lý do duy nhất bạn than chọn nhầm nghề, ngồi nhầm chỗ là vì sợ phải tạo áp lực cho chính mình. Bạn thất bại trên con đường này không có nghĩa là nếu chọn đi hướng khác sẽ nhất định thành công. Không, một trước kia đại diện công ty A đến tìm Hà Vũ đề nghị hợp tác. Lãnh đạo cấp cao của họ rất xem trọng Hà Vũ và còn đưa mức lương cao hơn mức lương cũ tới 3 lần để mời cô làm việc. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đây là cơ hội có 1 không 2, nhiều người cầu chẳng được. Cô cũng động lòng muốn đi nhưng sau đột nhiên xảy ra một số chuyện khiến cô không đi nữa. Một năm sau đó, Hà Vũ khá chật vật ở công ty cũ, thậm chí còn là năm khó khăn nhất từ khi tốt nghiệp đến nay. Nhiều đêm chỉ biết ngồi trên giường ấm ức một mình. Hà Vũ từng hối hận nghĩ nếu khi ấy mình rời đi có khi bây giờ mọi chuyện đã khác. Sau đó, một lần đi ăn với người bạn đang làm cho công ty A, nói đến chuyện Hà Vũ không sang đó làm, bạn bảo, may mà cậu không sang, năm đó công ty gặp biến động lớn, có một khách hàng rất biến thái khiến mấy đồng nghiệp của mình tức tới nỗi bỏ việc, lúc đó trái tim cô run lên, nếu cô nhảy việc sang đó, có khi tôi cũng bị chọc tức mà bỏ đi. Nhưng Hà Vũ không nhảy việc và vẫn buồn chán khi ở lại công ty cũ. Vậy đi hay không đi thật ra kết quả cũng không có gì khác biệt. Một hôm, có người bạn cho Hà Vũ xem lá số tử vi của năm 2017, cô tiện tay đẩy nó về năm khó khăn ấy, đúng như lá số nói, đó là năm khó khăn nhất của cô. Điều đó có nghĩa là dù cô đi đâu, làm gì hay chỉ ở nhà không bước chân ra cửa cũng sẽ gặp khó khăn, dù bình thường chẳng tin mấy trò này lắm, chỉ xem cho vui thôi nhưng khi gắn kết thực tế với những phỏng đoán. Hà Vũ thấy cũng có lý, nhiều người thắc mắc làm sao để lựa chọn được công việc con đường phù hợp nhất, nhưng câu trả lời thật không dễ dàng, bạn thất bại trên con đường này không có nghĩa là nếu chọn đi hướng khác sẽ nhất định thành công. Những con đường khác nhau sẽ giúp bạn có thể ngắm nhìn nhiều phong cảnh hơn. May mắn thì thuận lợi, xui xẻo thì khó khăn, nhưng sự chênh lệch đó sẽ chẳng quá lớn. Khó khăn sẽ cho bạn cơ hội tốt để trưởng thành. Luôn thuận buồm xuôi gió cũng không đồng nghĩa với việc bạn có thể thành công. Năm khó khăn nhất của Hà Vũ dù buồn nhưng bản thân lại được tôi luyện rất nhiều, cũng có được những thu hoạch bất ngờ, chỉ là lúc đó cô luôn cảm thấy khó khăn nên không nhìn đến những thành tựu. Không hai, khi chúng ta cảm thấy một lựa chọn nào đó không phù hợp với mình thì đó chính là bởi ta gặp phải phiền phức. Đọc những câu chuyện về thành công, bạn cho rằng những người đó lựa chọn được công việc phù hợp nên họ sẽ chẳng có khó khăn nào cả. Từ đó, tiêu chuẩn phù hợp của bạn sẽ là sớm thăng quan tiến chức, một bước lên tiên, lấy được một cô vợ hot girl, trở thành người thắng cuộc. Còn khi gặp bất kỳ khó khăn và trở ngại nào, điều đó có nghĩa công việc này không phù hợp. Rồi bạn sẽ cảm thấy chẳng ngành nghề nào hợp với mình. Bạn không thể đưa ra lựa chọn cho cuộc đời, dần dần mất đi phương hướng, chúng ta luôn lựa chọn một con đường theo bản năng và khi gặp khó khăn lập tức có suy nghĩ chọn con đường khác tốt hơn. Thực tế, con đường nào cũng đầy trở ngại chông gai mà chúng ta cần vượt qua. Chúng ta chỉ thấy người khác thuận lợi mà không nhìn ra cái khó khăn, vất vả của họ, rồi tự cho mình là khổ cực nên nảy sinh lòng đố kỵ. Cậu bạn tôi từng chia sẻ cho tôi tuyên ngôn về 3 yếu tố tạo nên thành công, đam mê, nỗ lực, không ngừng tạo áp lực cho mình. Đam mê, nỗ lực thì khó khăn nhưng khó là ở yếu tố cuối cùng, không ngừng tạo áp lực cho bản thân. Chỉ khi cảm thấy khó khăn, áp lực thì bạn mới có thể tiến bộ. Nam và Ninh chính là một ví dụ. Họ đi làm cách nhau không lâu nhưng thành tích thì khác nhau một trời một vực. Nam là người cần cù, không ngừng thử thách bản thân, luôn tạo áp lực cho mình. Còn Ninh giống như đa số những người khác, nhìn thì có vẻ cũng cần cù, chăm chỉ nhưng lại luôn né tránh và chùn bước trước khó khăn. Lúc nào cũng cảm thấy mình không hợp với cái này, cái kia. Chọn một công việc lúc bắt tay vào làm rất thoải mái dễ dàng, cả quá trình chẳng gặp khó khăn hay thử thách gì. Nhưng vài năm sau, năng lực bản thân so với lúc mới bắt đầu vẫn chẳng chênh nhau là mấy. Khi bạn không có sở thích rõ ràng thì con đường nào cũng như nhau. Nếu cứ gặp khó khăn lại lùi bước thì con đường nào bạn đi cũng là sai. Nếu gặp khó khăn bạn có thể khắc phục để khả năng không ngừng tiến bộ thì đi con đường nào cũng là đúng. Duy Anh Web xin cảm ơn bạn đã xem hết video này. Nhớ like và đăng ký kênh Duy Anh Web để thường xuyên nhận được những video mới nhất.